Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 6 tháng 7 năm 2022 trên kênh Phụ Nữ TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like, đồng thời ấn nút đăng ký kênh, nhấn hình quả chuông để nhận được thông báo về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phụ Nữ TV xin chân thành cảm ơn các bạn. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 6 tháng 7 ổn định tại thị trường trong nước. Trên thị trường thế giới, theo ông Mark Lee, Chủ tịch Liên đoàn Hồ tiêu và Gia vị Campuchia cho biết, tình hình kinh tế khả quan thúc đẩy sự gia tăng du lịch giải trí và do đó, nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu cũng tăng vọt. Việt Nam là nước mua tiêu Campuchia nhiều nhất, chiếm 70-80% thị phần, tiếp theo là Thái Lan với 15%. Ông cho biết thêm, tổng diện tích trồng tiêu của Campuchia hiện hơn 6.000 hecta, mỗi hecta cho năng suất trung bình hàng năm là 3-4 tấn. Thưa các bạn, trên thị trường xuất khẩu, theo cập nhật ngày 5 tháng 7 năm 2022, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Indonesia tiếp đà giảm nhẹ, còn ở các quốc gia khác thì duy trì ổn định. Cụ thể, giá tiêu đen xuất khẩu ở Indonesia trong phiên vừa qua giảm 7 USD trên tấn, hiện xuống mức giá là 3.508 USD trên tấn. Trong khi đó, ở Brazil, giá tiêu ổn định ở mức 3.400 USD trên tấn. Tại Việt Nam thì giá tiêu đen xuất khẩu loại 500g trên lít và 550g trên lít ổn định với mức giá 3.650 USD trên tấn và 3.900 USD trên tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Indonesia trong phiên vừa qua giảm đi 12 USD trên tấn, xuống mức giá là 6.134 USD trên tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam ổn định ở mức 5.700 USD trên tấn. Về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận giá tiêu ổn định với mức giá thu mua từ 69.500 tới 72.500 đồng một kg. Tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu sáng nay thu mua ở mức 71.000 đồng một kg. Giá hồ tiêu tại tỉnh Gia Lai sáng nay ghi nhận ở mức 69.500 đồng một kg. Tại tỉnh Phú Yên, giá hồ tiêu cũng ổn định ở mức 69.500 đồng một kg. Trong khi đó, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu sáng nay được thu mua ở mức 72.500 đồng một kg. Giá tiêu tại tỉnh Bình Phước ghi nhận ở mức 71.500 đồng một kg và tại tỉnh Đồng Nai, mức giá là 69.500 đồng một kg. Thưa các bạn, như vậy giá hồ tiêu hôm nay đi ngang so với phiên giao dịch trước. Thị trường trong nước đang trong giai đoạn ổn định với lực mua yếu. Theo đánh giá, hiện nay tình hình lạm phát tăng cao khiến người dân toàn cầu có xu hướng thắt chặt chi tiêu. Điều này đã tác động tiêu cực lên hoạt động xuất nhập khẩu của mặt hàng hồ tiêu trên thế giới, khiến cho giá hồ tiêu chứng lại và giảm trong thời gian qua. Các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay ngày 6 tháng 7 trên kênh Phụ Nữ TV. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.